Chào cả nhà, video này giới thiệu cho anh em tham gia một chuyện này góp nhận một tốc từ 1 đô đến 5 đô tốc cần coi tốc cần có hiệu là BTC ST như thế các bạn. Thì nó có nói là nhiệm vụ các bạn chỉ cần join vào kênh Telegram nó thì bạn sẽ nhận được từ 1 đến 5 tốc từ 1 đến 5 đô la tốc cần BTC ST các bạn, và từ top 1 đến top 10 sẽ nhận được 2.000 đô các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả mình, các bạn join vào kênh Telegram của nó chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống dòng đầu thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn đăng ký trên sàn Binance các bạn. Anh Quỳnh đang mày chấm chín mốt và cầm chấm cơm nữa. Dòng thứ hai thì các bạn điền lời username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba thì các bạn điền lời địa chỉ với BTCST các bạn, thì các bạn mở địa chỉ mở cái sàn Binance ra các bạn. Thì bạn nào chưa có tài khoản trên sàn Binance thì click phần link mô tả mình đăng ký một tài khoản trên sàn Binance nha các bạn. Phan các bạn mình chào bằng app các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ Binance của mình ra nha. Các bạn nhấp vào một deposit nè các bạn, là một mũi tên đi xuống nè các bạn. Các bạn gõ giùm mình tên là BTC ST nha các bạn. Đây địa chỉ này nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào nó chỗ nó nha các bạn. Rồi các bạn copy cái địa chỉ ý này nè các bạn. Bạn copy lại giúp mình nha các bạn. Rồi các bạn bắt đáp lại. Các bạn mở liên phơm ra lại. Sau này chương trình này góp nó phong phối về sàn Binance nha các bạn. Mình bắt vào đây. Rồi tất cả các bạn việc bấm gỡ thôi các bạn. Ok, video mình hướng dẫn các bạn nhận từ mỗi đô tốc cần BTC đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.